Thì mình lấy thì Phạm luôn, tại cái đàn này nó cũng phát triển tốt. Trời ơi, nuôi nhìn Uno cũng nấp nha. Uno luôn á. Sinh sản phát triển sống thì dễ, nhưng mà chơi để cái tăng nó sạch mới là khó. Bí quyết nằm ở cái chỗ này, đây là cái hộc rác nè. Đó. Kiến có rác là tự dọn cái này hết. Con kiến cũng là con vật mà vẫn có khả năng train á, hướng dẫn nó bỏ ra theo ý mình được. Hầu như tất cả nó có cái tập tính dọn rác. Mình có cái ống này, mình chỉ bên đây là giống như là một cái chỗ cấp nước bên ngoài cho kiến á, khỏi phải mở nắp ra vẫn cấp nước được. Mấy con mà trong nhóm Sami nó, con thợ nó không có khả năng mớm mồi cho con ấu trùng, mà nó để con ấu trùng trực tiếp cạp mồi. Thật sự tăng đất là cái tăng khỏe nhất, tốt nhất cho kiến đó. Nhưng mà chơi trong cái hũ đất thì nhìn nó, ta nói mày khùng. Đàn Singu này ăn khỏe, ổn định. Trời ơi, cái bài nó đã. Ngoài tự nhiên, đối với bọn Fully, lụa chúa là lụm. Còn trong môi trường nuôi nhốt mình, lụa chúa có khả năng ghép được. Cái đầu của con của kiến lính có thể bự hơn cái đầu con chúa luôn. Yeah. Nhưng mà cái lưng là chỉ duy nhất cái lưng của con chúa là bự. Anh tưởng tượng ai quăng nguyên cái con heo bằng kia vô nhà anh ăn không hết thì nó thối lên người làm sao sống nổi. Đúng rồi. Nó cho ăn cho ống nghiệm, có nhiều cái rủi ro. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình có mặt tại shop Tăng Kiến Việt Nam của bạn Nhật Nguyễn ha, để tìm hiểu về cái bộ môn mà nuôi kiến cảnh Việt Nam. Rất là nhiều điều thú vị. Thì đối với bộ môn vô kiến cảnh thì lúc trước mình mua về mình chơi thôi, có nghĩa là mình vô ngang luôn á. Mình chưa có đi lại từ những cái cơ bản ban đầu luôn. Thì hôm nay sẽ nhờ bạn Nhật Nguyễn sẽ giới thiệu chúng ta về những cái điều cơ bản ban đầu luôn. Để cho, tại vì nó cũng không có dễ ha các bạn ha. Để tránh tốn học phí đâu này nọ thì bạn Nhật Nguyễn sẽ có những cái cuộc trò chuyện tư vấn cho chúng ta tay từ bước đầu luôn. Hello em ơi. Dạ chào anh. Hello. Chào các bạn. Cái bộ môn kiến này nó đến Việt Nam mình từ bao lâu rồi ta? Thật sự là hỏi những ngày đầu á thì lâu rồi, em cũng là hậu bối sau này thôi. Theo em biết thì khoảng 7-8 năm trước đã có những bạn chơi kiến ở Việt Nam rồi. Và chơi kiểu là tìm hiểu, nghiên cứu chứ không phải là chơi bình thường. Dạ. Thì vô cái bộ môn này nó khó không ta? Theo nhìn nhận của em thì là nó khó, và feedback của nhiều người chơi giống như là các hệ côn trùng khác ha, nhện rắn rết được các kiểu thì kiến khó hơn. Dạ. Nó khó ở điểm nào? Đầu tiên thì nuôi được con kiến nó sống á, so với các loài khác thì nó khó hơn một chút là một. Thứ hai là sao nhỉ? Nuôi một đàn kiến mà như em tiêu chí cao nha, nuôi đàn kiến mà để nó sống mà nó sạch sẽ nữa, nó đẹp đẽ nữa là nó còn khó hơn nữa. Tại vì đàn kiến nó rất là đông, rất là nhiều cá thể thì muốn quản lý được nó khó. Mà nuôi một cái con gì mà mình nó sống khỏe làm chuyện nhưng mà nhìn nó không sạch sẽ thì mình lại rất là mất cảm hứng nó, nên con kiến nó khó hơn cái chỗ đó nữa. Và cái thứ ba nó, cái này thì nó hơi liên quan tới mấy cái vấn đề sao ta, mua bán kinh doanh nữa. Thì với người mới mà muốn mua một cái đàn kiến chơi đồ á thì rất là dễ đóng học phí, bởi vì cái vấn đề scam, vấn đề này nọ đồ, nó không có được dễ dàng, người mới không nhận ra dễ bị scam đó. Đúng rồi, tại vì nó cái kiến này nó cái kiến thức nó rất là lạ luôn, hầu như là trong cuộc sống chúng ta không có va chạm tới nó, cho nên là hầu như là chúng ta vô chơi thì chúng ta không có biết gì về nó luôn á. Thì nghe sao biết vậy luôn á, lại không có các kênh thông tin để mà đúng rồi, không có trên mạng xã hội thì sạp ra thì thông tin nó rất là ít luôn các bạn. Và theo như những anh em đi trước thì nói là ở trên đó thông tin rác nhiều hơn là thông tin chính xác. Thì có thể là cái người chia sẻ đôi khi cũng người ta có thể cố tình, hoặc là người ta bị ngộ nhận, người ta hiểu lầm đó, hiểu không đúng, cho nên là truyền tải lại nó cũng lệch luôn đó. Thì hôm nay mình mới làm cái cũng đi rất là xa ha, từ anh xuống em chắc cũng phải 34 cây. Thì xuống đây để anh em có thể trò chuyện với nhau, phân tích ra hoặc là chia sẻ những cái điều cơ bản nhất đồ này nọ thứ, để cho tại vì mình thấy hôm bữa mình mới đi up live kiến thì không ngờ là cái phong trào là đang trên cái đà phát triển rất là tốt. Tuy nhiên là cái nền kiến thức nền thì nó không có được sâu. Cho nên là nếu được thì anh em mình ngồi phân tích để cho những bạn mà mới newbie rồi lại anh cũng là newbie luôn, để có thể hiểu thêm được vấn đề đó, rồi mình chơi cho nó ổn định hơn, kiến mình nó khỏe hơn. Đúng rồi, hôm trước là em cầm micro dẫn chương trình vậy, thì đúng là tất cả các câu hỏi đều rất là cơ bản. Đúng rồi, tất cả câu hỏi đang mong ngóng những câu hỏi chuyên sâu nâng cao mà không có câu hỏi nào hết, chứng tỏ là cái lượng thông tin mình đang rất là cần. Đúng rồi. Ok em, thôi giờ mình đi vô đi, mình có thể ngồi ở đâu mình trò chuyện. Cái này thì
anh là newbie luôn cho nên anh không không biết bắt đầu từ đâu, cho nên là em mới với một người chơi thì Nhật đây là xuất phát điểm là một người chơi gọi là đam mê. Dạ. muốn tìm hiểu về kiến và chăm sóc cho thật tốt, cho nên là cái kiến thức của bạn Nhật thì cũng rất là phong phú và nó cũng chính xác ha. Thì bây giờ chúng ta cùng cùng Nhật coi như là chia sẻ từ cái cơ bản luôn đi. Bây giờ anh em vô chơi rồi có cái gì cần lưu ý rồi này nọ các thứ. Rồi ok thôi, nếu mà vậy thì em sẽ lấy xuống một số cái đàn kiến điển hình. Ok. Tăng to, tăng nhỏ, đã tăng cơ bản, tăng nâng cao gì đó. Rồi bắt đầu mình vừa nói chuyện vừa thị phạm trên mấy cái thằng đó. Ok. Cho mấy bạn biết ha. Tuyệt vời. Rồi ok. Rất là ok luôn các bạn. Thì cái môn này mình cũng biết là, và theo anh em chia sẻ thì học phí rất là nhiều. Thì cái học phí ở đây nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân là chúng ta bị thiếu kiến thức, thiếu thông tin. Thiếu thông tin về nó. Thì đối với Việt Nam mình thì nghe chơi kiến thì chắc nhiều người sẽ cười theo cái kiểu mà cười cợt á. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái câu là chơi với kiến đâu đi nọ, nhưng mà thật ra chơi kiến khó lắm nha các bạn, cần rất là nhiều kiến thức chứ không phải đơn giản, khó hơn rất là nhiều so với Igu. Ở đây mấy, nói chung thì mấy cái kiến thức này cũng là kinh nghiệm thôi chứ cũng không phải là tuyệt đối đúng 100%. Mỗi người sẽ có những cái cách nhìn nhận khác nhau, với cả nó là động vật sống mà, mỗi con mỗi môi trường, có thể cùng một loài cùng đàn mà có khi nó lại phản ứng khác nhau với cùng một điều kiện nuôi cũng có luôn. Đó. Thì đây em giới thiệu trước về cái tăng nuôi kiến ha. Tăng nuôi kiến thì cơ bản thì nó cứ có cái chỗ để con kiến ở là được. Đó. Đây cái phần tổ ha. Cái phần bên đây cũng là phần tổ luôn, nhưng mà giờ mấy bạn thấy rất là cơ bản. Giờ ví dụ mình người mới mình chưa có điều kiện, hoặc là mình không có diện tích, không có không gian gì để chơi đi, thì giờ mình có hai chỗ nhỏ, chỗ để nó ở, chỗ này giờ mình mở ra mình cho ăn cũng được, chứ không nhất thiết phải có cái tiểu cảnh ha. Đó. Nhưng mà nên là hai khu tách biệt. Nó hai khu tách biệt tại vì con vật mà nó không có con nào mà muốn cái hang, cái chỗ nó ở bị tác động, bị động chạm tới hết. Đó. Thì đây gọi là một cái cơ bản nhất nè. Cơ bản nhất, đó. Đơn giản nhất. Đó. Đơn giản nhất là đàn kiến nó ăn sống tốt, trứng rất là nhiều luôn ha các bạn, chứ không phải là nhất thiết phải có tiểu cảnh ha. Trứng rất là nhiều ha. Đó. Rồi giờ bắt đầu khi mà ví dụ mình có điều kiện hơn, cái mình có một cái tăng gọi là cái tiểu cảnh ha. Đó. Đây cái này cái khu tiểu cảnh, cái này thì không phải của mình, là của một người bạn khác nuôi, nhưng mà giờ bạn đó đang để ở chỗ mình thì mình lấy thị phạm luôn. Tại cái đàn này nó cũng phát triển tốt. Trời ơi, đó, đây bạn nhìn nè. Hay dòng gì em? Con này kêu là con Fetchen Koi, Cambodian Fetchen Koi. Thôi nhìn bụng nhăn khe đã quá. Em gọi flash lên thì... Trời mê quá. Nuôi nhìn Uno cũng nắp nha. Uno luôn á. Ấu quá trời ấu luôn cái bụng. Nó chơi kiến thì đây là một trong những cái thú vui của người chơi kiến nè. Nhìn đàn kiến mình nó phát triển, rồi nhìn nó sinh sản, sinh đẻ. Mình mà có macro hoặc mấy điện thoại mà cam xịn đó bạn, quay lên thấy lúc mà kiến nó chăm sóc nhau nhìn rất là thích. Rất là thích, chứ nhìn bằng mắt thường thì chưa lột tả được hết đâu. Đúng rồi. Đó. Còn đây là cái phần tiểu cảnh ha. Này thì bạn này bạn đãi đất hơi nhiều, nhưng mà tùy này quan điểm mỗi người chơi thôi. Mình thì mình nuôi mình không có rải đất. Bạn này bạn xưa bạn rải đất rồi xong rồi cái lười dọn ra quá nên để luôn, chứ không nhất thiết là phải rải đất gì hết mấy bạn. Đây, đây là một cái tăng nhỏ nhỏ cơ bản. Rồi ví dụ tăng to hơn một tí. Đây ví dụ đây là một cái tăng to hơn. Giờ ví dụ mình chơi một thời gian này đàn kiến mình nó bự to hơn rồi. Đó. Đây là một cái đàn to. Đàn này thì nuôi khoảng 6 tháng. Hiện giờ là chắc khoảng 300-400 con kiến. Lúc bắt đầu nuôi là đàn nó khoảng 100 con. Khoảng 100 con. Đó. Đó. Khoảng 100 con. Quá trời ấu luôn các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn thấy một cái điểm hay của cái chơi kiến nè. Bạn thấy không? Nhiều người chơi á chơi kiến á, sinh sản phát triển sống á, thì dễ rồi, nhưng mà chơi để cái tăng nó sạch mới là khó. Các bạn nhìn thấy cái tổ ha, nhìn bên ngoài tổ rất là sạch, các đúng bạn rồi. Tổ rất là sạch, mấy cái trắng trắng này là nó cạp cái đất nền đó, chứ không phải nấm đâu các bạn. Nó cạp lộ ra cái lớp lớp gạch ở dưới á. Nè mình sẽ thấy đây là, bí quyết nằm ở cái chỗ này, đây là cái hộc rác nè, kiến có rác là tự dọn cái này hết. Hay với người ta. Nãy anh Vinh tính hỏi em á, là em nói là nuôi cái cho sạch, thì anh nghĩ cái sạch đó là do cái người chủ mới dọn dẹp chứ. Đúng rồi, có rất nhiều yếu tố nè. Đầu tiên là cái tăng thiết kế,
thằng thiết kế mà ví dụ không có học rác thì buộc kiến nó phải để đại trong thằng này chứ làm sao đó. Thì giờ cái thằng anh mà có điều kiện cho nó dọn rác á thì có khả năng nó sẽ dọn ở đó. Rồi thứ hai mình nuôi nó, con kiến cũng là con vật mà vẫn có khả năng train á, hướng dẫn nó bỏ ra theo ý mình được. Em tất cả những cái em nói không phải 100% được nha, chỉ có là cái tỷ lệ thôi, nhưng mà hoàn toàn làm được. Nhiều khách em từ đàn kiến nó bỏ chỗ này mà người ta train kiến nó bỏ theo ý đúng ý là được. Hay dữ người ta mới biết luôn. Và đó, gần như tất cả các loài kiến, hầu như tất cả nó có cái tập tính dọn rác. Đó. Nên mà mình hiểu được tập tính nó rồi mình có kinh nghiệm mình thiết kế làm các kiểu là mình sẽ nuôi được một cái thằng sạch. Hay quá các bạn ơi. Như trên này đấy, em bạn thấy không, xác chết mồi dơ ra ngoài tiểu cảnh nó cũng dọn ra đây hết. Cái thằng này mình nuôi rất là khỏe. Ôi có con ra ngoài không sao rồi, thì bắt vô vô lại. Thằng này là kiến nó gần như nó dọn 99% luôn, rất là khỏe. Hồi nãy anh đang tính hỏi tụi nó ăn, tụi nó dồn cục ở đây nè, cái tăng ở nhà nó ăn nó dồn dồn. Cái vấn đề dọn rác này á thì nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là con kiến thì hên xui mình không có quyết định được rồi. Thứ hai là do cái tăng, thì thứ ba là do người nuôi. Thì sẽ có những loại kiến á nó sẽ có xu hướng nó bỏ rác trong tăng, trong tổ, nhưng mà vẫn là nó sẽ gom về một chỗ nhất định. Nó với những dòng này vẫn có khả năng hướng nó ra cái chỗ mình làm cái gọi là làm một cái chỗ dọn rác dễ dàng được, chứ không phải là không. Tức là ví dụ như giờ con kiến nó thích bỏ rác trong cái khoang này đúng không, mình biết cái dòng đó nó thích bỏ trong tổ, thì chỗ này mình thiết kế làm một cái cổng, mình mở ra mình vẫn dọn nó được bình thường. Thì vấn đề còn lại là mình dụ nó sao vô đúng cái khoang của mình mong muốn thôi. Còn những dòng kiến nào mà nó sẽ đem rác ra một cái khu vực riêng biệt thì lại dễ hơn nữa. Đó, tức là đều có giải pháp hết. Vấn đề là mình phải hiểu biết, có kinh nghiệm với loài đó và có kinh nghiệm thiết kế tăng. Thì mình sẽ giải quyết được cái nhu cầu. Có bạn hỏi tăng này khoảng bao nhiêu em? Dạ, cái tăng này là 1.650.000 ha. Nhưng mà cái tăng này em đã làm rất là lâu rồi, tại vì như em nói em nuôi đàn này 6 tháng rồi ha. Bây giờ thì nó đã thành cái này rồi, tức là em đã cải tiến hơn nữa, nhiều chức năng hơn nữa. Tức là ngày xưa là nó cái này, nhưng mà bây giờ thì em đã cải tiến thành cái này rồi, tức là thêm chức năng nữa. Đẹp quá. Tăng này là 1.650.000 nha các bạn, còn tăng này em cũng như vậy luôn, nhưng mà chưa có cái này. Có cái này thì tính tiền thêm. Cái này là cái gì? Tức là cái này để mình sống ảo thôi mà. Mở đèn đồ hả? Đèn lên cho cái tiểu cảnh nó đẹp. Rồi. Nè, ví dụ mình mở lên quay ở dưới giùm em ha. Mở lên buổi tối á, đèn lên nó sẽ đẹp lắm. Mình tắt đèn hết, mình mở lên nhìn nó đẹp lắm. Hay quá. Tắt đèn bớt thì nó sẽ tối đi. Dính rồi anh em ơi. Sẵn mình sẽ giới thiệu luôn cái tăng này nha. Do cái này là cái tăng to ha, mình cái phần không gian trong tổ nó rất là nhiều. Thì sẽ có những dòng kiến mà nó yêu cầu ẩm cao thì con kiến nó vô tăng nó ở đâu mình đâu biết được đâu. Hoặc là cái đàn kiến nó nhỏ thì nó chỉ ở được một phần trong tăng thôi. Thì ngày xưa em chỉ làm có một cái hộp ẩm ở đây thôi, thì coi như cái phần ẩm nhiều nó sẽ tập trung bên đây. Thì bây giờ em có những khách sẽ nuôi những đàn kiến nhỏ, mà đàn kiến nhỏ thì người ta ngại nuôi cái tăng to, người ta sợ nó stress. Nó như nên cái tăng này bây giờ em sẽ làm thêm một cái hộp cấp ẩm ở đây nè, một hộp cấp ẩm ở đây nè, và cả nguyên một cái hệ cấp ẩm này. Cái này cũng là một phần cấp ẩm này nha mấy bạn. Cái đường xéo xéo này nè, thì coi như là cái hệ thống ẩm nó đi đều hết trong tăng em luôn. Đàn kiến mình ở đâu cũng ở được hết. Và ví dụ như cái tăng to này mà mấy bạn muốn nuôi đàn nhỏ mà mấy bạn ngại là không gian nó rộng quá, thì mình sẽ đề xuất hoặc là mình hướng dẫn luôn là mình sẽ ban đầu đàn nhỏ mình sẽ nuôi trong hai cái khoang này, ba khoang này thôi. Mình hoàn toàn có thể dùng gòn hoặc là dùng cái gì đó mình chặn cái bích lỗ lại. Tại vì cái tăng này á mình dùng cái lùa rất là thoải mái. Như mấy cái tăng kia mấy bạn dỡ kính ra hết thì kiến nó chạy tới chạy lui. Còn này ví dụ mình đẩy như thế này, nó mình vẫn có phần kính che được cái đàn kiến ở khu vực này, mình vẫn có thể khả năng đóng mở bông gòn đây được để mình không tăng được. Nó rất là tiện. Hay còn ngày trước mình toàn là mình phải cầm này mình dỡ cái ra đúng rồi, kiến nó chạy đúng rồi. Nó cho nên là từ từ mình cải tiến thêm để cho người chơi một cái sản phẩm mà người ta có thể đa dụng đa nhiệm. Ngày trước những cái tăng to vậy mấy bạn nuôi kiến nhỏ mấy bạn rất là ngại, nhưng mà nhiều người mua cái tăng nhỏ, mua đàn kiến nhỏ rồi lại mua cái tăng nhỏ, sau này phải thay tăng rồi sau này phải cũng phiền phức đúng nó. Nên người ta có nhu cầu tăng đẹp tăng bự nuôi lâu dài thì vẫn nuôi được đàn nhỏ. Và bản thân mình đã nuôi rất nhiều đàn kiến nhỏ trong tăng to rồi, điển hình như đàn này. Ngày trước mình nuôi 6 tháng trước là một đàn nhỏ thôi, không phải đàn to đâu. Nhưng mà mình nuôi có kinh nghiệm vẫn nuôi được. Dĩ nhiên nó sẽ khó hơn là nuôi đàn nhỏ trong tăng nhỏ. Đó. Thì
cụ thể vậy thôi. Này, okay. Thì tăng này nó vẫn có hộc rác hết mấy bạn. Rác. Nó hộc rác. Rồi có cái chỗ này cũng cái khoang cấp ẩm phụ nè ha, khoang cấp ẩm chính nè. Nói chung là có đủ hết. Ở đây cũng là một cái khoang cấp ẩm đó nè. Cái khoang này cấp ẩm nhiều luôn á, cấp ẩm nhanh trực tiếp luôn á. Dưới lại mình cũng thấy được cái mức nước trong răng nữa ha. Cái mức nước trong giếng ẩm á. Ngày trước thì cấp ẩm vô thôi, không nhìn được. Giờ thì mình cải tiến nhiều cái lắm rồi. Còn bên này là gì vậy? Đây là mấy cái phụ kiện này nó cũng hiệu quả mà, để lấy xuống thêm chưa tăng thôi cũng thấy đẹp các bạn nè. Mình ví dụ như ha, mình chơi một cái đàn kiến mà nó đông, hoặc là một cái đàn kiến mà nó hung dữ giống như con Tetra Bonera đi, cái con này nè nó rất là độc và nó rất là hung dữ. Hoặc là Carabera đi ha, anh em mình mà chơi, anh em nhiều anh em mà trải nghiệm rồi, dỡ cái nắp ra kiến nó bò ra ập tùm lum hết trơn. Đó, rất là ngại. Thì giờ ví dụ mình dỡ nắp ra mình phải cho ăn cho uống đồ chất kiểu chứ. Thì đây là cái vấn đề thay nước đó. Mình có cái ống này mình chìm vào đây là giống như là một cái chỗ cấp nước bên ngoài cho kiến á, khỏi phải mở nắp ra bằng cấp nước được đó, để kiến nó ra để lấy nước. Rồi tương tự giống đây là cái hộp, em gọi cái này cái hộp cho ăn ha. Nhưng mà thật ra kiến nó dùng hộp cho ăn hay hộp rác gì là chuyện của nó, giống như bên đây mình gọi hộp cho ăn nhưng mà ra đây bỏ rác. Nó dùng là gì cũng được nhưng mà đều có lợi cho mình. Đó. Nếu không có cái hộp này là trên đây là thành cái bãi rác, đúng rồi, nó sẽ gom rác thì một góc này anh giống như đây không có hộp rác nó gom rác ra góc. Mặc dù là nó cũng gom đó nhưng mà cũng một cái phần nào mất đi được cái thẩm mỹ của cái tăng mình. Đó thì có cái hộp này mình muốn dùng như thế nào dùng, bởi vì anh biết sao không? Kiến ăn là ăn côn trùng hoặc là ăn vịt là nhiều. Ví dụ anh cho một cái con dế no nóc vô đây đi, kiến lại nó cắn, nó săn cắn dế, cắn xịt nước dế, cắn bụng mà nước thấm xuống cái nền này làm sao lao được. Dung dịch mà thấm xuống cái nền này là một là nó đổi màu, hai là lâu ngày cái nấm mốc. Đúng rồi. Nếu mình lao kịp luôn á thì còn đỡ nha, mà không lao kịp mà chơi trong lúc chơi ai cũng chơi chứ không ai khóa dọn hết trơn á. Đúng rồi. nên từ cái nhu cầu, từ cái kinh nghiệm thực tiễn mình chơi, dần dần mình rút ra cái tăng mình nên có những cái thứ gì để giảm bớt cái thời gian, cái chi phí với lại để mình chơi cho nó đẹp hay hơn. Đó, nên từ từ em mới bổ sung thêm mấy cái này. Em cho anh, cho ở nhà anh nuôi á, anh cho con dán vô nó lồi xuống cái nét cái này luôn là bình thường không? Tôi xin gu á. Thế đó này là, đó là phản ứng bình thường không? Cũng bình thường anh, cũng bình thường. Kiến thì nó như nãy em nói rất là nhiều dòng kiến, thì cái tập tính ăn của nó cũng khác nhau. Bây giờ con xin gu với con xin gu thì nó là họ combo, mà combo là thuộc cái dạng mà ít hoặc là không nhất thiết phải lôi mồi vào tổ rồi đó. Nhưng mà trường hợp lôi thì cũng bình thường thôi. Còn một số những dòng chắc chắn nó phải lòi vào nó mới ăn được. Ví dụ như mấy con mà họ semi, kiến semi, mấy con mà trong nhóm semi ấy, nó con thợ nó không có khả năng mớm mồi cho con ấu trùng, mà nó để con ấu trùng trực tiếp cạp mồi. Là nó phải làm sao lôi được con mồi vô tổ, rồi nó kéo con ấu trùng lại gần mồi, hoặc kéo mồi lại gần ấu trùng, rồi con ấu trùng nó trực tiếp nó gặm nhấm con mồi. Thì mấy trường hợp đó buộc là phải kéo vô tổ. Còn combo thì không nhất thiết, bởi vì con kiến thợ combo nó rỉa thịt xong về nó mớm lại cho con chúa, nó mớm lại cho con ấu trùng được. Hay quá. Đó. Nhưng mà cái trường hợp nó lo mồi vô tổ là bình thường, thì giống như anh ăn, anh thích đem về nhà anh ăn, hoặc là anh thích trữ thức ăn trong nhà anh ăn dần, cũng là bình thường. Hay quá các bạn, đó nhờ Nhật chia sẻ thì chúng ta biết cái tập tính ăn của từng cái dòng khác nhau và nó sẽ giải đáp rất là nhiều thắc mắc. Giống như nhiều bạn nói anh ơi sao cái bầy single của anh nó lôi xuống dưới rồi nó bị dòi tùm lum lá dưới, thì nó anh cũng không biết luôn, anh quan sát lúc đầu thì nó ăn ở trên. Rồi mấy ngày sau anh thấy nó lôi xuống rồi nó nằm ở dưới vậy đó. Nó ăn cũng chưa hết đâu, mấy con bù hóng nó vô đẻ ra dòi tùm lum. Nhìn nó cũng mất thẩm mỹ quá. Nhưng mà không biết là có bình thường hay không, chưa biết hỏi ai. Hôm nay gặp em là hỏi là chính xác luôn rồi. Đó là cái tập tính ăn của tùy dòng các bạn ha. Và có dòng thì nó mớm được cho con ấu trùng, có dòng thì nó để cho con ấu trùng ăn trực tiếp luôn, rất là hay luôn, tuyệt vời. Dạ, anh đó anh tính hỏi em qua anh mới khựa ra anh. Dạ. Bỏ rác đi nhìn. Dạ. Nó dơ quá. Dạ, nói chung thì thật sự cái vấn đề mà chơi kiến á, cái vấn đề vệ sinh á, thẩm mỹ là vấn đề mà nan giải. Nãy từ đầu em nói là chơi nuôi đàn kiến sống dễ lắm, nhưng mà nuôi đàn kiến sạch khó. Rất là khó. Đây cũng có bạn hỏi sao không nuôi thân đất. Thật sự thân đất là cái thân khỏe nhất, tốt nhất cho kiến đó. Nhưng mà chơi trong cái hũ đất thì nhìn nó, đúng rồi, nhìn nó tới thui tới thích không. Dạ, thấy gì hết. Dạ. Nó không có phê như mấy cái này. Đúng rồi, này cái quá này phê. Mới khoe được. Đúng mới rồi, khoe với người ta cái thú chơi của mình được.
Còn cái đăng đất người ta nói mày khùng. Quá đẹp luôn. À, ví dụ sẵn anh đề cập tới cái single em đưa cái đăng single đây nè. Đấy. Nè, đây là cái tăng của một bạn chơi single. Một trong những bạn rất ít người chơi single mà ổn định được như vậy. Oh. Nè, tăng em làm cho bạn đó, rồi bạn đó cũng tư vấn cho bạn đó tôi single. Đây. Đàn single này ăn khỏe, ổn định. Trời ơi, cái bầy nó đã. Đàn này lúc nuôi là không có một cái trứng nào luôn nha. Ừ. Bây giờ là trứng rất nhiều ha. Thì bạn đó đem qua đây để sẵn hôm nay cho mọi người tham khảo. Tại vì con single này được mấy bạn rất là quan tâm. Ừ. Nhưng mà rất tiếc là nó thuộc dạng khó nuôi. Khó nuôi. Khó nuôi tớp nhất ở Việt Nam luôn. Cái tăng kiểu này cũng đẹp. Này ví dụ là nãy mình nói tại sao phải có học cho ăn, học nước để giờ dở ra cái máy ánh chạy tùm lum kìa. Mặc dù đàn này chưa gọi là đông. Dở ra sao tránh khỏi chuyện kiến bò ra ngoài. Em có cái quan điểm là vậy nha anh. Là để kiến không bò ra ngoài, mấy bạn hay chơi trét phấn, nhưng mà em cái quan điểm về thẩm mỹ em cao lắm. Trét phấn vô cái trét vô cái nhìn lem luốt hết. Anh cũng không thích luôn á, dạ. Nhìn thấy nó sao ta, dạ. Loang loang lỗ lỗ nhìn trừ quá. Khi cái trường hợp nào mà cái con kiến nó độc như con trai tra thì mình còn phải chấp nhận. Tại vì con trai tra nó độc. Chứ mấy con nào mà không độc thì hạn chế. Giờ dở ra cái anh bò ra liền. Đó. Nên mình sẽ có những cái phụ kiện, những cái thiết bị nào đó mà mình can thiệp bên ngoài vô, nó sẽ tiện cho người chơi hơn. Quá đẹp. Em còn cái thiết kế mà cái nét đó, một cái nét đứng rồi cái nét nằm vậy nè, thì dạ. Cái nó có liên quan tới từng dòng kiến không, tập tính thói quen của tụi nó? Thật sự thì theo kinh nghiệm của em nha, là nét đứng nét nằm đều hầu hết như nhau thôi. Chẳng qua một số dòng gọi là đặc thù lắm thì mới nên chọn nét đứng hay nét nằm. Còn hầu hết là như nhau thôi. Ví dụ bọn combo nè, hoặc là mấy con mà nuôi phổ biến như Rufy, HV nè, em nuôi tách tình tật, nét đứng nét nằm gì cũng nuôi được hết. Nhưng mà được thì cái nét nằm nó, con kiến nó có vẻ hoạt động tốt hơn nét đứng một chút. Tốt hơn một chút. Là cái này ha, cái này gọi là nằm nè các bạn, còn cái này đứng nè. Nhưng mà cái nét đứng chơi lại thích hơn, nhìn nó đẹp hơn. Đúng rồi, dễ nhìn hơn. Dạ, dễ ngắm kiến hơn. Nè, đây là đàn single rồi, là nó quen tăng ổn định rồi đó, phát triển rất là ổn định. Cũng rất là nhiều bạn hỏi là từ cái ấu mà thành con kiến con thì nó khoảng mất thời gian bao nhiêu lâu? Nó sẽ phụ thuộc vào dòng kiến. Thường cái con kiến mà nó cái size càng to nó càng lâu. Size càng to càng lâu, thường thường là vậy. Ví dụ như single này, ví dụ như bọn single này là cỡ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, 2 tháng 2 tháng rưỡi trong tầm đó. Thật và, sự thì và em nó cứ đẻ ấu liên tục luôn hết à? Nó sẽ đẻ liên tục, nó đẻ liên tục. Nó con kiến chúa nó ăn vô là đẻ, ăn vô là đẻ. Với những vùng mà nó có kiểu mùa đông nha, thì mùa lạnh bắt đầu con kiến sẽ giảm hoạt động lại, ít ăn ít đẻ lại. Nó xu hướng là nó rút vô kiểu không ai không hẳn là ngủ đông, mình có thể gọi là nghỉ đông đi. Còn những vùng lạnh, nước lạnh hơn thì thật sự là con ngủ đông luôn. Đó. Còn ví dụ mà những vùng nhiệt đới, những vùng nóng ấm nóng như miền Nam mình là cứ sống đẻ qua năm, ăn vô đẻ, ăn vô đẻ. Hoặc là một số dòng thì như là Trend Versa chẳng hạn thì nó có dạng đẻ theo lứa, có khi mà thỉnh thoảng nó sẽ ngưng đẻ một thời gian rồi đẻ lại tiếp, hoặc là như HV chẳng hạn đó. Thì nó có cái tình trạng đẻ theo lứa, giống như là nó đẻ hôm nay đẻ 1 trứng 2 trứng 3 trứng, đẻ tới 12 20 trứng gì đó, tức là nó cảm thấy đủ cho cái lượng kiến thợ nó chăm sóc trứng rồi thì nó sẽ ngưng không đẻ nữa. Quá hay. Rồi cái này cũng là rất là quan trọng nữa nè, mà ít người biết là con kiến nó đẻ trứng. Để nói ra trứng ha, nó sẽ đẻ theo cái khả năng sinh sản, cái khả năng chăm sóc của lượng kiến thợ trong đàn. Ví dụ cùng một đàn kiến nha, một loại kiến, một đàn một chúa 20 kiến thợ, em nói ví dụ nha, một ngày nó sẽ đẻ là 3 trứng 4 trứng, nhưng mà một đàn mà 200 kiến thợ, một ngày nó sẽ đẻ ra 20-30 trứng. Bởi vì đẻ trứng ra phải có con chăm sóc, đàn còn ít nó đâu dám đẻ nhiều, oxin nhiều à, đẻ nhiều rồi đúng không? Nên cái tốc độ tăng đàn kiến nó tăng theo cái đường hình sin này nè. Chứ không phải nó tăng đều đều dầm dài hoài. Đàn kiến càng đông nó đã tăng lại càng nhanh. Quá hay. Nên mình phải biết này. Nhiều ông có, em có gặp một anh khách nuôi đàn kiến khủng, đàn la xếp của em ha. Mới đầu nuôi đàn khoảng 110 thợ, nuôi 4 tháng phải tăng một cái, mua thêm một cái tăng đúng như cái tăng ban đầu luôn, là tơ như cái tăng gấp đôi. Nói vô nuôi gấp đôi. Tự nhiên cái mới cũng tháng rưỡi sau, Nhật ơi sao giờ nó tăng nhanh quá vậy anh. Nè, coi như là
nuôi 4 tháng mua thêm một cái tăng bự vậy nữa, nói vô thêm tháng rưỡi sau là 5 tháng rưỡi lại mua thêm cái tăng bự nữa, nói vô thêm tháng sau nữa chơi thêm cái nữa, giờ ổng 4 cái tăng. Ông nói sao từ mấy tháng đầu nó đẻ chậm vậy, đẻ dữ ra là chính là cái yếu tố nó càng nhiều đẻ càng nhiều, càng đẻ càng nhiều trứng đó, nên mình phải hiểu luôn cái này nữa. Chứ nhiều người nói sao thấy đẻ ít đẻ nhiều, sao đàn em đẻ chậm đàn ông kia đẻ nhiều là nó vậy. Quá hay. Kêu anh quen kiến đó. Kiến chúa ai chăm sóc hả? Kiến chúa thì tất cả đều chăm sóc luôn em. Kiến đó. Chúa kiến chúa thì kiến thợ chăm sóc. Kiến thợ chăm sóc, cả bầy nó chăm sóc cho nó luôn. Nó cũng có phân biệt vậy. Những cái nhóm mà fully á, những nhóm kiến mà nhóm fully crotcho á thì con kiến chúa sẽ được kiến thợ chăm sóc. Còn những nhóm mà semi crotcho á thì cái tính độc lập của nó cao hơn. Thì kiến thợ cũng có chăm cho chúa nhưng mà kiểu không phải như là mớm ăn đâu, con kiến chúa của họ semi tự ăn được. Còn bọn này thì thợ nó mớm cho con kiến chúa này nó không ăn. Phải mớm cho mới ăn ha. Đúng rồi. Đỏng đảnh ha. Em đang nói mớm này là mớm đạm nha, còn ví dụ nước đường dạng thức ăn dạng lỏng á thì nó vẫn có khả năng tự hút được. Nhưng mà kiểu ăn thịt ăn đạm á là chảnh lắm. Tụi Singu này cần nước đường không ta? Bọn Cambo thì đều ăn đường hết. Đều ăn đường hết. Dạ. Ân ơi. Chết bạn. Phê không các bạn? Cho em xin phép. Ok ok đó. Em làm chuyện đi để anh giao lưu với mọi người. Ok anh em, phê anh em. Anh Nam Ngô đây. Hello em. Hello em. Trời. Mua đồ hả? Anh hỏi ra mua đồ gì? Em tới mua dụng cụ cho. Ok. Cũng là một bạn khách lại mua phụ kiện cho kiến anh em. Các bạn thiện tâm á hỏi là nếu mà kiến chúa nó hết á, ê nó chết á, ê nó mê. Trên đây không có nói được cái từ đó. Kiến chúa mà nó đi bụi á thì nó sẽ kiếm kiến chúa khác hả em? Đàn nó sẽ không tự kiếm đâu anh. Mà ví dụ ngoài tự nhiên á, một đàn kiến mà nó lụi kiến chúa rồi á thì coi như đàn nó tàn từ từ. Nó tàn từ từ. Đang nói semi thôi nha. Ủa đang nói fully thôi nha. Còn semi thì nó nhiều loài, mỗi loài nó có cái cơ chế khác hay lắm. Đó. Thì giờ mình đang nói là fully đi, tại vì chơi kiến thì chơi fully là nhiều hơn. Đó. Fully là gì ta? Có mấy bạn chưa hiểu cái khái niệm. Cái này nó thế này ha. Cái khái niệm fully crotcho với semi crotcho á dùng để cái phân biệt cái sự khác nhau trong cái giai đoạn hình thành cái tổ kiến. Về mặt dinh dưỡng của con kiến chúa. Nhưng mà chơi lâu năm rồi á, thì mới thấy được là hai cái nhóm đó thì cái hình thức, nhiều cái hình thức, nhiều cái tập tính nó sẽ khác nhau hẳn. Này em cũng không biết cách nào giải thích sao mà phải nghiên cứu qua cho nhiều mới biết. Nó thì giờ mình cứ nói thẳng luôn là fully là cái nhóm kiến mà nó có con kiến chúa nó bự hơn hẳn những con kiến thợ. Ok. Đó, mình nói thẳng vậy. Rồi dễ hiểu anh em, dễ hình dung. Nói cho dễ hình dung thôi nha, chứ nó không phải là cái gọi là chính cái phân biệt chính xác nhất. Đúng rồi. Còn cái nhóm semi là cái nhóm mà nhìn con kiến chúa nó từ từ con kiến thợ nhìn okay. Nó hơn không nhiều hết trơn á. Nó thì cái nhóm mà fully là con kiến chúa nhìn chúa ra chúa, thợ ra thợ thì anh thấy nó phân biệt rạch ròi vậy á. Nó nên cái đặc tính cái tính chất chúa thợ nó rất là khác biệt xa. Không con thợ không thể thay thế con chúa được. Đó. Còn con semi anh nhìn ngay từ cái nhìn bên ngoài thôi, chúa với thợ nó xem nhau rồi, nghĩa là đối với bọn semi nhiều loài có khả năng thay thế chúa được. Thợ có khả năng thay thế chúa được hoặc là thay chúa được kiểu vậy. Còn bọn này anh thấy chúa là một sự khác biệt tuyệt đối luôn. Đúng rồi. Không thể thay thế được. Nên hầu hết ngoài tự nhiên đối với bọn fully lụa chúa là lụm. Còn trong môi trường nuôi nhốt mình lụa chúa có khả năng ghép được. Có khả năng luôn. Bản thân em và nhiều người chơi khác ghép được. Đó, tức là mình chơi có nghiệm rồi, mình có kiến có này nọ, ghép được, có khả năng ghép được. Anh chỉ nói là có khả năng thôi. Có khả năng thôi, vẫn có độ hên xui trong đó đúng không? Không chắc chắn được. Có độ hên xui. Cùng loài luôn, cùng một loài luôn, có khi ghép được, khi ghép không được. Và dù mình thả vô thì nó sẽ dứt nhau hả ta? Đúng rồi. Nếu xui thì dứt nhau, còn hên thì vô nó giao tiếp vài câu nó chơi luôn. Còn không thì nó có thể là chưa phản liền nó chạy hoặc là nó tách, nhưng mà thời gian ép giết nó không chịu. Nó vẫn có khả năng ghép được đối với bọn fully. Còn semi thì dễ hơn. Nó vậy đó. Ok các bạn, một câu trả lời hết sức rõ ràng luôn cho anh em có thể nắm bắt nha. Anh em có còn câu hỏi nào không? Mình sẵn mình giao lưu trực tiếp nhưng mà em cũng phải nói là tất cả chỉ là tương đối thôi nha. Đúng đều rồi. Có tỷ lệ hết chứ. Đúng. không có nào 100% hết. Đúng rồi. Không có gì tuyệt đối nha anh em. Dạ. Này là kinh nghiệm thôi. Món này khá cầu kỳ, đúng rồi. Nói khá cầu kỳ là
Thật ra nó cầu kỳ thì cũng không hẳn là cầu kỳ, nó nhiều chi tiết thôi. Đúng, nó quá nhiều chi tiết, quá nhiều ngoại lệ luôn. Chứ cũng không có gì cầu kỳ hết. Rồi chơi vô mới thấy sẽ rất là nhiều ngoại lệ luôn. Ừ. À nó loài này thì nó vậy, loài kia nó đúng, vậy chứ không, chứ nó không có mẫu số chung đồ này nọ. Không mẫu số chung. Đã nó phân biệt nhiều nhóm nhiều chi rồi, mà trong mỗi nhóm mỗi chi lại có mỗi loài, một nhóm thì nó sẽ có nhiều đặc điểm giống nhau phải không? Ừ. Mà trong nhóm đó lại có nhiều loài mà mỗi loài lại có đặc điểm khác nhau trong nhóm đó nữa. Hay quá. Tùm lum. Rất là hay luôn. Quay trứng cho em hỏi nuôi kiến để làm gì, có phải đam mê có phải không anh? Có phải nuôi kiến hả em? Đúng rồi, đam mê em muốn tìm hiểu cái thôi để cho người người đã có nhiều đam mê cho anh chia sẻ. Nhiều bạn hỏi á, mà câu hỏi này cũng rất là hay luôn. Dạ. Nuôi kiến để làm gì? À. Giờ đầu tiên cái cơ bản nhất ha, giờ em hỏi ngược lại, nuôi cá để làm gì? À. Nuôi cá cảnh để làm gì? Thì giờ nuôi kiến cảnh nó cũng gần giống vậy. Ừ. Đầu tiên là mình chưa nói gì mặt đam mê nha, mình nói về mặt con cá cảnh, nó có khả năng trang trí làm đẹp ngôi nhà mình. Ừ. Có khả năng giúp mình giải stress khi ngắm nó. Con kiến này cũng ok, tại vì anh chưa chơi được tới cái trình mà cái tăng kiến anh đẹp trưng được trong nhà nên anh mới thấy lạ. Còn người ta ví dụ bọn châu Âu, bọn Mỹ có những tăng làm rất khủng, rất đẹp, không thua gì cái aqua, một cái hồ aqua rim hoặc là terrarium. Mình phê lắm. Nó thì giờ nuôi kiến là để chơi, để ngắm được nè ha. Rồi những người mà đam mê thì người ta quá trình chơi người ta rất là xả stress. Rồi những người mà thích nghiên cứu, nghiên cứu biết được thêm nhiều về tự nhiên, nhiều thì nhiều về cái nhiều cái khía cạnh khác của cuộc sống, nuôi một đàn kiến rất là hay, nhiều thứ. Anh đồng ý. Dạ. Bộ môn nào cũng vậy, nuôi là để xả stress bạn, cái đó là điều đầu tiên. Có nghĩa là mình nhìn nó mình thích quá, mình muốn hiểu về nó, mình muốn tương tác với nó thì mình nuôi. Con cá, con chó, con mèo, con bò sát, con gì cũng vậy hết. Thì cái con kiến nó hơi lạ so với người Việt Nam mình thôi. Dạ. Nhưng mà nó trong cái chơi pet á, nó cũng phân ra nữa. Có người thích chơi những con đơn giản để người ta không có phải tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều tiền bạc để chăm sóc nó, lâu lâu rảnh ta nghiến cái thôi. Có người thích chơi. Còn có người thích chơi những con càng phức tạp họ càng khoái, tại vì họ thích cái cảm giác được chinh phục. Đúng rồi. Chinh phục nó, hiểu nó, cho nên là nó vô chừng lắm, này tùy vô cái gu của mỗi người thôi. Ông nào mà muốn chơi kiến xả stress là coi chừng nữa nha, chơi con này stress lắm luôn. Nhiều khi nó không như ý mình nè. Con này độ khó nó hay cao hơn bọn kia. Độ khó nó rất là khó các bạn, nó rất là khó. Cao nó cao tại vì thứ nhất là giờ nuôi con chó đi, nuôi con chó bị bệnh không biết tìm ai chở ra thú y, chứ nuôi con này mà bị bệnh cái là bó tay luôn, không biết sao luôn á. Thì mình chỉ có rút kinh nghiệm mà mình tổ chức set up lại cho nó chuẩn hơn để nó sống khỏe mạnh hơn thôi. Đó thì này nó đòi hỏi độ khó cao, kiến thức nhiều, rất là nhiều luôn chứ không phải là ít, mà qua đó mình cũng sẽ học thêm được nhiều, rất là nhiều thứ, đúng không? Dạ đúng rồi, rất là tuyệt vời luôn. Còn câu hỏi nào nữa anh em? Thì chính những cái câu hỏi của anh em sẽ gọi như là nuôi ống nghiệm thì cho ăn sao anh, nuôi quay trứng đi anh, em thấy con kiến to chảng kia không biết phải kiến chúa không. Ok rồi, trả lời câu này trước thì đợi bạn Nhật đi, mình sẽ sẵn ở đây mình sẽ nhờ bạn Nhật chỉ. Nói chung kiến thì giống như nãy bạn Nhật có chia sẻ, nó có phân ra hai cái gọi là fully và semi ha. Thì tất nhiên là hồi nãy bạn Nhật cũng có nói là fully là nó giữa cái con kiến chúa và cái con kiến thợ là nó khác nhau hoàn toàn. Nhìn vô chúng ta phân biệt được. Còn con semi là nó tương đồng giống nhau, nhưng mà cái đó không phải là cái điều kiện tiên quyết ha, nó chỉ là đại khái cho dễ hiểu thôi, còn đi sâu nữa thì nó khá là rắc rối đó. Thì mình sẽ nhờ bạn Nhật chỉ coi con kiến chúa này, cái con bự hơn là chúa hả em? Dạ. Này trong cái bầy này là cứ bự hơn là chúa thôi đúng không? Không anh, fully là hầu hết fully ha, hầu hết fully thì nó là monogene, nghĩa là một chúa thôi. Một chúa trong đàn chỉ có con chúa. À. Đâu rồi anh Nam thử xác định con kiến chúa trong đàn, em nhìn cái là em thấy rồi đó. Không, nhìn cái là thấy luôn rồi hả? Thiệt sự với em là anh cũng chưa biết nhìn thế nào luôn. Anh cũng chưa biết luôn á. Như ở đây anh thấy có mấy bạn bự hơn nè. Ok em. Mấy bạn bự hơn nè. Nhưng mà mấy bạn bự mà nhìn có nhiều con giống như mấy bạn là chắc chắn con đó không phải chúa. Con chúa là nó độc nhất. Không ai giống nó. Chúa thì có thể nó sẽ nằm gần gần ấu. Đúng rồi, đó cũng là một cái cách
tìm chúa. Chúa nó sẽ có xu hướng nằm gần cái chỗ mà trứng non, trứng mới đẻ. Nhưng mà hiện trong đàn này thì nó không phải vậy. Và cái loài này, cái bọn Singu này nó cũng không vậy luôn. Đối với hầu hết con khác thì con chúa nó hay ở cái vùng trứng non, mà đàn Singu thì nó không. Nó đi tùm lum hết. Này, rồi để tránh mất thời gian với bạn ha, em sẽ chỉ nam con chúa nó là chỗ này nè. Hồi nãy nó đi ra ngoài dễ nhìn hơn, nhưng mà bây giờ nó chui xuống đây rồi. Ngay là con này đây. Rồi bây giờ anh chỉ cần nhìn cho em cái con chúa, mình tạm thời mình chia thành ba khúc ha, khúc đầu, khúc lưng và khúc bụng. Anh nhìn đi, cái khúc bụng nó to nè, cái khúc lưng nó cũng rất là to, còn những con này cái khúc lưng nó nhỏ xíu à. Ok. Còn kiến lính tụi nó có thể to ngang con kiến chúa nè, đây là chúa chùa ra, nhưng mà cái khúc lưng nó không thể nào to bằng con chúa rồi, được. Rồi đây là hai con đứng gần nhau các bạn. Ok con kiến lính cái đầu nó có thể bự hơn con chúa luôn, nhưng mà cái lưng nó không thể nào bự bằng con chúa được. Ok hiểu rồi bạn, gần như tất cả các dòng fully đều như vậy nha. Anh em nhớ nha, con kiến chúa của dòng fully á là nhớ, cái bụng nhớ, nó rồi. To cái lưng cái khúc chính giữa đó, đúng rồi, khúc giữa là to hẳn luôn. Còn tất cả những con còn lại không con nào to được như vậy. Rồi cái đầu của con kiến lính á có thể bự hơn cái đầu con chúa luôn. Đó. Nhưng mà cái lưng là chỉ duy nhất cái lưng của con chúa là bự. Những con khác không được như vậy. Hay quá, chui trốn mày. Với lại chui trốn hay cái đứt. Con chúa là lúc nào nó cũng chui vô chỗ tối trốn hết. Con chúa là coi như nó chùm mà nó phải trốn. Ok anh em ha. Nuôi ống nghiệm thì cho ăn sao anh? Rồi ok, mình sẽ ví dụ bằng cái này ha. Hiện giờ thì mình không có một cái ống nghiệm lẻ mà mình còn cái bộ chung cư này xưa mình dưỡng khuyên này ha. Thì mình nói ví dụ vậy. Ví dụ trong một cái ống nghiệm mà đơn thuần vậy á, mình lấy cái ống nghiệm, xin lỗi, lấy cái ống nghiệm khác này. Ví dụ mình có cái ống nghiệm vậy, mình cho ăn thì đầu tiên cái việc cho ăn trong ống nghiệm á, việc đầu tiên là nó dễ động đàn kiến. Tại vì chẳng khác nào giống như mở cửa nhà quăng đồ ăn vô cửa nhà là động đàn kiến rồi. Ha, động đàn kiến vậy là thứ nhất. Thứ hai nữa là cho ăn trong ống nghiệm á, gỡ ra mà trong cái không gian nhỏ này nè, mà đàn kiến nó hay đông, hoặc là con nào mà nó giật mình nó quảng mở ra cái chạy ra. Nó là sổng. Rồi thứ ba là vấn đề vệ sinh. Ví dụ như ống này nè, cho ăn trong ống nghiệm khó để vô rồi, lấy ra nó còn khó nữa. Bày là ít nha, mà bày mà đông á, mở ra cái nó chạy lùm, làm sao anh dọn được con này. Mà anh tưởng tượng ai quăng nguyên cái con heo bằng kia vô nhà anh ăn không hết thì nó thối lên thì làm sao sống nổi. Đúng rồi, nó cho ăn trong ống nghiệm rất là có nhiều cái rủi ro. Đó. Thì chơi ống nghiệm thì phải xác định là một đàn kiến còn nhỏ mình còn xây xả được thì ok, hoặc là cái loài mà nó ít hoạt động, ít năng động thì ok. Còn mà cái loài nó hoạt động nhiều, đàn nó to là bạn phải làm một cái awkward phụ. Awkward phụ có rất nhiều cách làm, mà cứ hiểu đơn nguyên tắc đơn giản là một cái gì đó kết nối được với cái ống nghiệm này, một cái hũ gì đó kết nối với ống nghiệm này và cái hũ đó có thể mở nắp ra được. Ví dụ như mình ngày xưa mình làm cái bộ này đó. Ngày xưa là mình dưỡng một lượt là rất là nhiều queen ha, thì mấy bạn thử được đây cái ống kiến chúa ngày xưa này ha. Thì mình làm một cái này, cứ một cái phòng, một cái này giống như một cái hộp cho ăn này, mở nắp ra cái để đồ ăn vô đây, cái đóng nắp lại. Rồi. Kiến ăn nó, thì khi nào nó đói chạy ra ăn. Anh thấy trong đây có bãi rác này, nó ăn xong tha rác ra ngoài, sạch sẽ, ống mình rất là sạch. Ok. Thì chơi ống nghiệm mình phải hiểu được cái nguyên tắc này mới chơi được. Chứ ông chơi nó sẽ mang nhiều rủi ro. Vẫn bạn cho ăn trong ống nghiệm vẫn được nha, nhưng mà rủi ro. Thì cơ bản này bạn thấy nè, có một cái gì đó kết nối với cái ống nghiệm ha. Cái đó ống nghiệm rồi cho ăn ngoài cái đó. Và cái vật này mà đóng mở được thì càng tốt. Đó. Ngày xưa em dưỡng một lần, dưỡng chúa em dưỡng một lần năm tầng vậy. Nó dưỡng nó cứ anh thấy giờ trong đây còn dấu vết rác đồ nhiều nè. Nó ăn xong anh thấy ra đây bỏ rác luôn thì ống mình nó sạch nữa. Tức là mình có nhiều kinh nghiệm, mình chơi tỷ lệ thành công rất là cao. Hay quá. Lúc đầu mình tưởng, lúc mình mới vô bạn, mình tưởng ống nghiệm là giống như mới mua về thôi, người ta ship bằng cái đó thôi, đâu biết là cũng có nuôi bằng ống nghiệm dưỡng lên từ từ đó. Thật sự là hầu hết kiến bắt nguồn từ cái ống nghiệm. Hầu hết các bạn kiến mà nuôi từ môi trường tự nhiên á, nuôi từ chú lên là bắt nguồn từ ống nghiệm. Giống như em đây cả trăm ống dưỡng quyên đang ở nhà này. Bữa cho sự kiện em tặng chắc cỡ 50 ống rồi đó, giờ ở đây cũng còn rất là nhiều. Bữa event á, bữa off chứ bữa là... tặng quà quá trời luôn. Ở đây còn rất là nhiều này các bạn. Rất là nhiều. Mình đã đổ cát vô là đổ cát cho đừng sụp sạch. Nó đựng lăn. Đúng rồi, đựng lăn. Tại vì này nó còn rộng á, để em kiếm một con nào mà đang đẻ nè ha. Ví dụ anh mở ra ha, anh thấy là trứng ấu rồi luôn không?
Bọn này thì mới chưa trứng ấu, còn bên đây là lâu rồi. Đây là trong cái giỏi, cái giai đoạn mà hình thành tổ kiến thôi ạ. Đây là con kiến chúa nè, rồi trứng nè. Con này là một cái con kiến, nãy mình có nói nhóm là nhóm fully control. Fully tức là sao? Là nãy mình có nói phân biệt về cái giai đoạn hình thành cái tổ kiến là đối với dòng fully trong giai đoạn này gần như không cần cho ăn. Nó đẻ rồi nó ở yên một chỗ đến khi lên kiến hợi. Tức là giai đoạn này con kiến chúa nó không cần ăn uống gì hết. Mấy bạn có muốn nói sâu về vấn đề này không? Muốn luôn. Chia sẻ luôn. Quá hay luôn. Cái này nó hơi sâu sâu một tí. Ok các bạn, hôm nay chúng ta có mặt ở Tăng Kiến Việt Nam và nghe bạn Nhật Nguyễn chia sẻ rất là nhiều cái hay về kiến. Và cái series về kiến ở Nhật Nguyễn và Tăng Kiến Việt Nam vẫn còn tiếp tục ha. Thì các bạn đón xem ở tập sau của series này. Bye bye.